Vâng, em Hoàng Tường xin chào cả nhà. Chào cả nhà lại đến với video tiếp theo của em. Em hôm nay em cũng vô tình qua cái vườn này và thấy một số cây nó lác đác chết cả nhà. Thì em lên video để cho cả nhà tham khảo và tại sao nó lại chết. Thì hôm nay em lên video là thứ 6, ngày mùng 6 tháng 12 năm 2024, nhằm ngày mùng 6 tháng 11 năm Giáp Thìn. Trước mặt cả nhà đây thì là một cây vải nó đã có hiện tượng là đã chết nha cả nhà nha. Thì một số cây thì nó vẫn còn là xanh thôi. Thì qua đây em lên video và cảnh báo cho anh em và những cây vải mà nó tại sao chết thì em sẽ đi vào cho cả nhà xem có phải khoanh chết hay không. Đấy. Đây vết khoanh này nó cũng tương đối là nhẹ nha cả nhà nha. Đây, rất là nhẹ thôi. Đây này. Đấy, theo em được biết đấy thì cây này thì là nó là cây cây gió đổ nha cả nhà nha. Cây này là nó bị gió đổ. Xong là nó ra được một lượt lộc nên là cả nhà vẫn là khoanh cả nhà. Đấy, gió đổ nhưng mà dựng lên rồi thì là được một lượt lộc nên là dựng lên là vẫn còn khoanh thì là nó bị chết. Nếu mà bình thường ấy cả nhà, nếu mà bình thường cả nhà, nếu mà dựng lên ấy thì là không khoanh ấy thì là nó không chết. Đấy, đối với những vườn này nó vẫn còn xanh lắm cả nhà, vẫn còn xanh nhưng mà nó có hiện tượng lác đác ở trong ấy cũng chết. Đấy, là chết ấy, thì là không phải là do nguyên nhân là khoanh nha cả nhà nha, là do là anh em mà cây nó bị đổ. Lẽ ra là năm nay mà anh em mà những cây đấy mà không lấy nữa cả nhà, mình không lấy nữa nên là anh em mà vẫn cố tình bắt quả đấy, nên là khoanh vào nên là nó bị chết nha cả nhà nha. Đấy, nên là anh em lưu ý. Vừa rồi ấy thì là có bác hỏi em ấy thì là những cây bị lụt này, ngâm này, lụt này, ví dụ lụt này hay là gió đổ này, ngâm nước ấy, bị lụt ngâm nước ấy cả nhà, nên là mấy bác bảo là có nên là lấy thêm lượt lộc và xong là khoanh vào không, khoanh để bắt quả không. Thì em cũng đã bảo các bác rồi, những cây nào yếu lắm thì mình không lấy nữa, để như vậy nếu mà lấy ấy không cẩn thận là nó bị chết. Đấy, nên là các bác xem này. Đấy, như những cây này nó cũng như vậy nhá. Đây, cây này thì chắc là nó cũng chết trước rồi. Đấy, nên là cả nhà, những cái cây mà đổ ấy, cả nhà dựng lên như thế này này, dựng lên thì là cả nhà không khoanh nữa. Đây là vườn này lác đác một vài cây thôi cả nhà. Đây. Đấy, dựng lên này, dựng lên nhưng mà kiểu như là lấy được thêm một lượt lộc nữa, nhưng mà người ta vẫn khoanh đây này. Đấy, người ta vẫn khoanh nhá. Khoanh thì khoanh nhẹ thôi. Đây này, cái vết thì cũng chưa vào đến trong đâu. Đấy, chưa vào đến trong nhá. Có chỗ này vào thôi, nhưng mà chỗ này chưa vào. Nhưng mà nó vẫn có hiện tượng là chết cây. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái cây mới phục hồi ấy cả nhà, là cả nhà bắt khoanh cái này thì là nó ngắt nước ấy, thì là nó chết ngay. Bởi vì nó năm nay nó lại khô hạn nữa. Cộng với khô hạn nữa, xong là anh em mà cái cây mà vừa rồi nó bị đổ ấy cả nhà, nó bị đổ, nó đã bị đất rễ một bên. Nó đất rễ một bên mà cả nhà vẫn khoanh thế này thì là nó hỏng ngay. Đấy, chết cây. Bên trên này chết một cây này. Đấy. Đấy, còn như những cây này thì là em cho cả nhà xem cái vết khoanh. Những cây xanh đen này này. Đấy. Thì là vườn này không biết là khoanh được lâu chưa, nhưng mà lá nó vẫn còn, những cây này mà nó vẫn còn là rất là xanh nhé cả nhà nhá. Đây, vết khoanh như thế này ấy thì là rất là sâu cả nhà. Đây cả nhà xem này. Đấy, vết khoanh này mới phải là sâu này. Nhưng mà hầu như là khoanh không được sạch cả nhà, không được sạch đâu. Vết thì vào rất sâu mà vết thì đây như vết này này. Bên như bên này thì rất sâu nhá, nhưng mà bên này vết vết thì không sạch này. Em khẳng định là vườn này ấy, vét thì vét
vét để nhẹ, vét nhanh thôi cả nhà, vét nhanh thôi đấy, vét nhanh thôi chứ không nên là nó không 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 được sạch mấy cả nhà đấy, làm rất chi là nhanh đấy. Thì hôm nay em lên video và qua đây và gặp cái vườn mà nó bị chết lác đác này, và anh em lần sau nên để ý là những cây nào mà nó yếu ấy cả nhà, những cây nào mà yếu ấy thì cả nhà nên là không khoanh nữa nhá. Đấy, yếu là không khoanh nữa, khoanh vào là nó bị chết đấy. Những cây nào mà cảm thấy yếu là cả nhà bỏ, không khoanh đấy. Nên là cả nhà rút kinh nghiệm là những cây yếu không nên khoanh để bất quả nữa, là nên là mình để phục hồi cây đấy. Cây chưa phục hồi mà các bác tham khoanh vào là nó chết cây. Ví dụ như cây này là nó phải được khoảng độ tầm, nếu mà tính ra nó cũng phải được 8 năm đấy, 7-8 năm rồi, tầm 7 năm đổ lên, kiểu gì cũng phải 7 năm đổ lên đến 10 năm đấy. Nên là lại trồng lại rất chi là lâu, nó phải mất thêm mà 3 năm nữa mới được thu, nó rất chi là lâu. Nên là những cây như thế này thì các bác chỉ cần để sang năm là nó hồi lại cây, là mình tiến hành khoanh ấy thì là nó không việc gì. Bởi vì năm nay nó gió đổ ấy thì là nó đã bị đất rễ một bên đấy. Nếu mà như những bác mà những cây mà ngập úng này, ngập úng mà nó đã bị yếu cây, vàng cây đấy, các bác cố tình khoanh để bắt quả ấy, nên là nó sẽ bị chết đấy. Nên là rất chi là tiếc nhiều anh em ấy. Cái đợt vừa rồi ấy, có bác hỏi em ấy, thì em bảo rồi, những cây của bác mà đổ ấy, các bác dựng lên ấy, được ra được một lật lọc ấy, thì là các bác không nên lấy quả đấy. Em bảo là không nên lấy quả. Các bác cứ hỏi bảo là khoanh để bắt, nhưng mà các bác không cẩn thận là nó bị chết cây như kiểu này này đấy. Nên là những cây của em đổ ở nhà, em đổ 20 cây đấy, em không lấy một cây nào mà ra lộc mà để khoanh đâu. Ra lộc là em vẫn để như thế. Còn một số cây nó ra lộc lầm chởm ấy là em cứ để. Xong là một số cây của em ấy nó cũng có hiện tượng là bật đấy, bật gốc ấy, thì là em cứ để vậy. Có một số cây thì bật cả gốc lên ấy thì là nó chết nhá cả nhà nhá, không làm thế nào được đấy. Nên anh em để lưu ý. Và em lên đây qua cũng vô tình qua vườn này thì là cũng không phải là vườn này là khoanh cây đẹp để chết đâu. Cây này là nó do cây gió đổ đấy. Thứ nhất là anh em lưu ý là gió đổ này, với lại ngập úng vừa rồi, ngập úng này, những cây ra được một lớp lọc là không nên khoanh đấy. Trước là em cũng lên video rồi, nhưng mà các bác chắc là không có bác là nó không xem được video, thì những các bác là cứ thấy cây là khoanh thôi, nên là nó bị chết đấy. Thì video em lên em quay cái vườn, vô tình là em qua vườn là em thấy và em quay cho cả nhà để cả nhà tham khảo. Và em sang vườn bên cạnh tiếp theo nha cả nhà nhá, sang vườn bên cạnh tiếp theo và xem nó cho cả nhà xem cây vải. Thì về cái thời tiết đấy cả nhà, về cái thời tiết đấy thì là nó còn báo vẫn là khô nha cả nhà nhá. Có lạnh rồi nhưng mà nó khô cả nhà, lạnh khô, nó còn báo hạn là rất lịch chi là kéo dài cả nhà. Đây như cây trước mặt đây là vườn ở bên cạnh khác, nhưng mà nhìn các bác nhìn thấy màu lá nhìn là vàng hết rồi cả nhà. Đấy, vàng hết rồi. Đấy, lá rất chi là vàng nhá, bởi vì nó khô khá là lâu. Thì là video đợt vừa rồi em có lên ấy, thì là có bác hỏi em là quấn băng dính ấy cả nhà. Băng dính ấy thì là băng dính nó có nhiều loại. Đấy, có bác bảo là băng dính trắng thì nó không hiệu quả, thì các bác quấn băng dính lại băng dính đen. Một thứ nhất là băng dính đen, băng dính màu, hoặc là băng dính xanh ấy. Đấy, nó có mấy cái loại băng dính. Thứ nhất là dùng băng dính màu cả nhà, băng dính màu. Nên băng dính trắng nó liền cũng liền, nhưng mà nó liền chậm nha cả nhà nhá. Nên là anh em thứ nhất là dùng ở ngoài cửa hàng tạp hóa ấy, em hay thấy người ta bán đây thì là băng dính màu xanh và màu đen và màu trắng, màu vàng. Nên là các bác cứ dùng băng dính màu xanh với màu đen là nó thích hợp. Đấy. Còn về anh em bảo là thời điểm mà khoanh cây vải mà mình khoanh xong một thời gian ấy, xong là bây giờ cuốc đất rễ hoặc là tưới nước ấy cả nhà, thì thời điểm này nó có ảnh hưởng hoa quả gì không đấy.
gọi là ảnh hưởng đến hoa quả sau này không. Đấy, gọi là tưới cuốc xong là tưới làm đất dễ. Thì theo cái cách đấy thì là mình đến thời điểm này là cây vải mình khoanh mình cũng đã được, nếu mà bác nào mà khoanh được 40 ngày ấy, nó ngủ nghỉ rồi đấy, thì là thôi cứ cho nó ngủ nghỉ thôi, cứ không phải làm, không phải tác động gì cả nhỉ. Bởi vì bây giờ mà làm ấy thì nó cũng được, nhưng mà nó mình tốn công quá, tốn công về cây vải quá, nên là đến thời điểm nghỉ mình cho nó nghỉ thôi, không cần phải là cuốc này kia xới sáo này kia cho nó mệt ra đấy. Nên là nhiều anh em có hỏi nhiều cái nó mình về cái vải thì nó phải sát thực hơn cả nhà, sát thực hơn những cái gì nó thực tế hơn đi, nó đáng mình đáng làm nên làm, còn là không nên làm thì mình cũng không nên làm đấy. Như là một số anh em là lên video bảo là thời điểm này là cuốc hố bón phân đấy. Bón phân bây giờ bón phân thì nó cách cái thời điểm ra hoa của nó còn rất chi là lâu, nên mà nói ra thì như cây vải u hồng, cây vải u hồng thì thời điểm ra hoa của nó là, nếu mà em nói như là ở khu vực Lục Ngạn này thì thời điểm báo hoa của nó là nó phải rơi vào khoảng độ tầm mùng 10 đến 15 tháng 12 âm lịch. Thì hôm nay là mùng 6 đến là mùng 6 tháng 12, nó còn rơi vào 40 ngày nữa cả nhà, cứ tính gọi là 40 ngày nữa thì là cây vải u hồng mới ra hoa. Thì đến thời điểm này thì các bác bón phân vào, đi bón phân và cuốc hố bón phân, thì bón phân đến thời điểm này thì cây nó cũng chả hấp thụ được cả nhà đấy, nên là cây nó không hấp thụ được ấy, thì là bây giờ bón ấy, thì là nó cũng chả có tác dụng gì đấy. Nên là các bác là làm cái gì ấy, nó phải sát thực hơn. Về cây vải thì nó phải làm, nó phải bịt băng dính để liền cây, để cho nó hồi cây thì mình mới bón phân. Thì bây giờ mà cây nó chưa hồi chưa gì mà các bác đi bón phân rồi, mà thời điểm chưa đến thời điểm ra hoa nhé các bác nhé, chưa đến thời điểm, gọi là còn chưa đến thời điểm bao hoa mà các bác đi bón phân. Bón phân vào thì nó còn chưa biết ra cái gì, chưa biết ra cái gì. Nếu mà gặp thời tiết nó thuận lợi thì nó ra, chứ còn nếu mà thời tiết bất lợi cái là nó đang hoa trắng nhưng mà nó chuyển thành thành lộc được đấy. Nên là cả nhà phải để ý là như năm ngoái đấy, cả nhà năm ngoái là cả nhà hiểu rồi. Năm ngoái các bác nhiều bác là những cái vườn ấy báo hoa trắng hết, nhưng mà về sau tự dưng là nó lại đang có hoa nhưng mà tự dưng nó lại chuyển thành lộc hết đấy. Các bác hiểu tại sao là nó lại bị như vậy. Mà những bác mà năm ngoái ấy cả nhà, những bác năm ngoái mà bị ấy, thì là các bác mới hiểu. Còn những bác mà năm ngoái mà làm lộc hai mà nó không được gọi là không có hoa báo ấy, thì là những bác ấy không hiểu đấy. Nếu mà năm ngoái mà lộc hai là hầu như là mất hết cả nhà, chỉ được nhiều anh em là làm lộc ba năm ngoái là có báo hoa, nhưng mà về sau là nó bị tắt hết đấy. Nên là anh em làm năm ngoái báo hoa đấy, mà về sau nó bị chuyển từ hoa đang hoa báo trắng nhưng mà tự dưng một hai hôm nữa là nó lại lên lộc được đấy. Nên là nhiều anh em làm vải ấy, là các bác chưa biết rõ nguyên nhân. Thì em nói với cả nhà là năm ngoái đấy thì là nó mưa trước thời điểm báo hoa đấy. Mưa trước thời điểm báo hoa là khoảng độ tầm mà như năm ngoái là không biết là nó phải rơi vào 20 ngày trước thời điểm báo hoa, tầm 20 ngày hoặc là một tháng gì đấy cả nhà. Nên là các bác không hiểu. Bây giờ mà các bác bảo là cứ tưới nước bịt băng dính trước, nước lượng nước lên thân nó không ra được lộc, nhưng mà trong khi đó sau này nó gặp cái thời tiết bất lợi cái mà nó đang báo hoa, mà nó gặp thời tiết bất lợi cái mà nó chuyển từ hoa sang thành lộc đấy. Nó không, bây giờ cái thời tiết bây giờ ấy, nó không như ngày trước đâu cả nhà, nó không thật sự thuận lợi ra hoa đậu quả như ngày trước đâu. Bây giờ ấy là người khôn củ khó, mình làm ấy đầy đủ mọi cách để bắt ép cây vải ra hoa đấy. Còn như ngày xưa để tự nhiên ấy, thì là cây vải có năm được năm thì được mùa theo thời tiết thuận lợi, còn năm mà nghịch trái vụ mà nó thời tiết khó khó ra hoa nhưng mà
mình làm ấy, con người ấy, ép nó phải ra hoa đấy, nên là cây vải bây giờ nó không đi theo cái quy trình của ngày trước rồi, bây giờ nó toàn đi theo ý muốn của con người làm thôi, nên là nó hay bị kháng kiểu như vậy đấy, nên là nó rất chi là khó làm đấy. Về cái thời tiết ấy, thì thời điểm này là bắt đầu từ hôm nay là nó sẽ có lạnh, và lạnh đợt này là em theo dõi nó báo ở trong điện thoại ấy, thì là 2 tuần nữa cả nhà, 2 tuần nữa là vẫn chưa có lạnh, vẫn chưa có ấm cả nhà, vẫn lạnh như thế. Ban ngày là 20, dao động từ 19 cho đến 23 độ ban ngày ấy, còn riêng ban đêm là dao động từ 11 độ đến 15 độ, là lạnh trong vòng 2 tuần cả nhà, chưa thấy lên. Em nghĩ là đợt này là nó cứ lạnh như vậy, mà nó khả năng là lên ấy thì là nó cũng rất chỉ là ít nha cả nhà nha. Đấy, nếu mà lên ấy, so ra ấy, nói là bảo là nhiệt độ lên ấy, thì là nó không lên ngưỡng như là hôm qua hôm kia, như là 28, 29 độ nữa, nó họ sẽ khó lên cái ngưỡng đấy. Thì sau này nó lạnh ấy, thì nó càng tụt, tụt ví dụ ban ngày nó sẽ rơi vào 15, 16 độ, thì nó sẽ sau này ấy, nó lại có cái ngưỡng trở lại như ngưỡng như hôm nay chẳng hạn. Đấy, nó sẽ báo là 20 độ đến 23 độ là ban ngày. Đấy, thì nó sẽ có những cái đợt lạnh mà lạnh nó lạnh hơn. Đấy, có những ngày nó lạnh hơn và nó sẽ có những ngày nó ấm hơn một chút. Nhưng mà ấm hơn đấy, nó chỉ là cao nhất, nó cũng chỉ là ban ngày, nó cũng chỉ là 20 cho đến 23 độ thôi. Nó sẽ không có cái ấm, nắng ấm mà nó nắng như mấy hôm vừa rồi là 28, 29, 30 độ ấy. Nó sẽ không có như vậy nữa. Đấy, kể cả sau này sang xuân thì nó cũng cái nhiệt độ 29, 30 độ thì cũng rất chỉ là ít. Đấy, nên cứ bảo là ấm ấy, thì là ấm thì nó cũng phải là mức độ vừa phải thôi. Ban ngày 22, 23 độ, thì ban đêm là rét là 14, 15 độ. Đấy, nó sẽ, thời tiết nó sẽ càng ngày càng khó làm cả nhà. Đấy, nên là về cái thời tiết thì mình phải xem thời tiết thật là sát sao. Và về những cây vải, thì hôm nay em vô tình là em cũng qua lanh quanh và thăm một vài vườn, thì là có một số cây nó có hiện tượng chết như vậy, và em lên video và nói chuyện với cả nhà về một số vấn đề như vậy thôi. Rồi em xin được chào cả nhà.